phân ưu, nhận được tin buồn thân mẫu bà Phạm Thu Thủy, nhạc mẫu bác sĩ Lê Hồng Sơn, CEO Southland Advantage Medical Group IPA, cô bà Trần Thị Chức, pháp danh Huệ Tâm. Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1930, đã tạ thế vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại Orange County, California, USA, hưởng thọ 94 tuổi xin được chia buồn cùng bà phạm thu thủy bác sĩ lê hồng sơn và toàn thể quý tăng quyến kính nguyện cầu hương linh của bà trần thị chức siêu sanh về cõi phật đồng thành kính phân ưu hòa thượng thích viên lý hòa thượng thích viên huy chư tôn đức tăng ni đào hữu chùa diệu pháp và chùa điều ngự chánh án nguyễn trọng nho giáo sư vân bằng bác sĩ ngô Phụng hỷ minh đi trí thiện minh phượng radio bonsa thái tú hạp ái cầm thái doanh doanh ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhân việt nam tuần báo sài gòn times